bí quyết gia truyền từ lá mơ lông, thần dược chữa dứt điểm bệnh ngay lập tức. Xin kính chào quý cô bác anh chị. Rất vui được gặp lại các cô bác trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HIT3. Cô bác biết đấy, lá mơ lông còn là loại rau ăn kèm rất phổ biến trong các bữa ăn của gia đình Việt Nam. Bên cạnh đóng vai trò là rau gia vị độc đáo, lá mơ lông cũng là vị thuốc quý trong đông y. Cụ thể hơn, bài viết này sẽ cung cấp cho các cô bác đáp án cho câu hỏi lá mơ lông có tác dụng gì đối với sức khỏe của con người lợi ích nổi bật nhất của lá mơ lông đối với sức khỏe rất đa dạng nổi bật nhất chính là hàng loạt công dụng của loại rau gia vị này đối với dạ dày thứ nhất tác dụng của lá mơ lông trong điều trị tổn thương da đối với cô bác nào bị chàm bệnh nấm da cô bác hãy lấy toàn bộ cây mơ và rửa sạch sau đó nghiền nát bôi vào khu vực ngứa đỏ hoặc cô bác nào bị đậu mùa hãy nghiền lá mơ lông cùng với nước và muối. Sau đó, đắp hỗn hợp này lên khu vực các nốt đậu mùa. Ngoài ra, dùng lá mơ lông để trị mụn. Cô bác có thể giã nát lá mơ lông rồi lấy nước cốt. Sau đó, thoa trực tiếp lên vùng nốt mụn. Các cô bác nên áp dụng cách thức này trong ít nhất 3 ngày để bắt đầu thấy được có tác dụng. Thứ hai, lá mơ lông giúp điều trị thấp khớp, bí tiểu. Các cô bác hãy lấy lá mơ lông tươi để đun sôi trong nước, rồi bỏ sắc và gạn lấy nước uống mỗi ngày uống một lần để có hiệu quả điều thấp khớp, bí tiểu cao. Thứ ba, một số tác dụng của lá mơ lông với dạ dày phổ biến. Lợi ích nổi bật nhất của lá mơ lông đối với sức khỏe chính là hàng loạt công dụng của loại rau gia vị đối với dạ dày. Đầu tiên, trị tình trạng sôi bụng và khó tiểu. các cô bác cần dùng một nắm lá mơ lông tươi rửa sạch, sau đó giá thành nước thuốc để uống khoảng 2 đến 3 ngày, sẽ cải thiện đáng kể cho các cô bác. Trong trường hợp tiêu chảy đi kèm với triệu chứng bụng đau quặn, nước tiểu vàng đậm, nóng rát hậu môn và thường xuyên khát nước, cô bác có thể dùng lá mơ lông kết hợp với nụ sim, sau đó sắc với nước và chia thành hai lần uống trong ngày nhé. Về điều trị dạ dày, cô bác cũng dùng lá mơ lông rửa sạch, sau đó giá thành nước để uống hàng ngày. Đối với điều trị bệnh kiết lỵ, các cô bác hãy dùng lá mơ lông nghiền mịn với nước ẩm, sau đó thêm muối rồi ép thành nước uống. Các cô bác nên uống nước thuốc này trước khi ăn. Một cách khác là cô bác dùng lá mơ lông cắt nhỏ rồi đánh với trứng gà, sau đó chiên trứng lá mơ lông rồi ăn. Mỗi ngày ăn khoảng 1 đến 2 lần món này sẽ rất là hiệu quả. Thứ tư, lá mơ lông chữa trị co giật. Trong trường hợp bị co giật thường xuyên, các cô bác có thể cải thiện triệu chứng bằng lá mơ lông. Các cô bác hãy nghiền nát lá mơ lông tươi với nước ấm, sau đó thêm muối, chắt lọc thành nước uống. Nước thuốc lá mơ lông chống co giật nên được uống trước bữa tối và uống hàng ngày. Thứ năm Lá mơ lông trị cam tích ở trẻ nhỏ. Bài thuốc trị cam tích dùng lá mơ lông sẽ sử dụng phần rễ khô, kết hợp giả dày heo. Tất cả thái vụn rồi nấu với một lít nước đến khi còn khoảng 2 chén thì ngừng. Sau đó, chắt lấy phần nước thuốc và cho trẻ nhỏ uống 2 lần mỗi ngày. Lá mơ lông có tác dụng tốt trong điều trị các bệnh về phong thấp, đau bụng, Viêm đại tràng tuy nhiên, khi sử dụng, các cô bác cần phải lưu ý những điều sau, các bài thuốc từ lá mơ lông chỉ có tác dụng hỗ trợ, các cô bác nên sử dụng lá mơ lông sạch làm thuốc, dù ăn sống, đắp ngoài hay sắc nước uống thì nên ngâm với nước muối khoảng 20 phút để khử trùng nhé. Và các cô bác nào bệnh quá nặng nên đi đến các cơ sở y tế, bệnh viện để được bác sĩ hướng dẫn điều trị. Những trường hợp các cô bác nào bị dị ứng với thành phần lá, không nên dùng lá mơ lông. Qua thông tin trên Chắc hẳn các cô bác đang xem video này đã nắm được lá mơ lông có tác dụng gì. Nếu gặp các vấn đề về tiêu hóa, ngoài việc áp dụng các bài thuốc từ lá mơ lông, cô bác nhớ luôn kết hợp chế độ ăn uống khoa học, sinh hoạt hợp lý để hỗ trợ tốt trong quá trình điều trị được hiệu quả hơn nhé. Nếu quý cô bác anh chị cảm thấy video này hữu ích, hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để ekip chúng tôi thêm nhiều video bổ ích khác nữa. Xin kính chào và hẹn lại các cô bác anh chị trong các video tiếp theo.